Vụ việc được phát hiện từ đơn tố cáo của chính nhân viên hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Qua thanh tra, điện máy Nguyễn Kim đã bị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu thuế thu nhập cá nhân hơn 100 tỷ đồng, cùng với việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính hơn 19 tỷ, phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 24 tỷ đồng. Chúng tôi xác định là Nguyễn Kim chỉ là kê khai sai cái căn cứ tính thuế thôi, chứ Nguyễn Kim không phải là đơn vị trốn thuế cũng như là vi phạm về cái gian lận về thuế mà phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì để quy cái trách nhiệm về trốn thuế hay là gian lận thuế thì là Nguyễn Kim phải bỏ ngoài hoặc sổ sách kế toán, hoặc là không kê khai, hoặc là sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Tức là còn đây thì các cái khoản thu nhập trả cho người lao động thì rất rõ ràng. Tuy nhiên cách họ hiểu về cái chính sách pháp luật liên quan tới thuế thu nhập cá nhân thì họ hiểu chưa đúng. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, hơn chục năm qua, năm nào nhân viên cũng ủy quyền cho công ty này quyết toán thuế đầy đủ. Thế nhưng, điện máy Nguyễn Kim đã lách thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển từ tiền lương chức danh, tiền thưởng thành tiền tăng ca, làm thêm giờ để số thuế thực tế phải nộp ít đi. Tương tự, các khoản tiền thưởng hàng quý, hàng năm của hàng ngàn nhân viên cũng được Nguyễn Kim chuyển thành lương ngoài giờ. Việc khai không đúng các loại thu nhập chịu thuế này của Nguyễn Kim, theo lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ năm 2012. Trước đó, việc thanh tra thuế tại Nguyễn Kim vẫn được tiến hành hàng năm.